Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hikimel. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Hikimel cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Hikimel Hoạt chất tạ Grolimus monohydrat Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế Dạng viên nang Công dụng, chỉ định Dùng để điều trị Đề phòng loại phép ở bệnh nhân nhận ghép gan, thận hoặc tim Điều trị loại ghép ở bệnh nhân nhận ghép để kháng với những thuốc ức chế miễn dịch khác. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng theo chỉ định của bác sĩ Chống chỉ định Quá mẫn với tạ Crolimus hoặc các macrolid khác Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc Lưu ý khi sử dụng Tránh sử dụng tạ Crolimus ở bệnh nhân quá mẫn với macrolid Có thể cần thiết điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan và bệnh nhân suy thận trước đó theo dõi nồng độ tacrolimus trong máu ở tất cả các bệnh nhân. Trong suốt giai đoạn đầu sau ghép, phải theo dõi các thông số sau: huyết áp, ECG, tình trạng thần kinh và thị giác, đường huyết, điện giải, test chức năng gan, thận, công thức máu, các chỉ số đông máu và protein huyết tương. Nếu tình trạng bệnh nhân thay đổi trên lâm sàng, phải xem xét điều chỉnh liệu pháp ức chế miễn dịch. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Đối với phụ nữ có thai Tacrolimus đi qua nhau thai, tuy nhiên chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác dụng của nó lên thai nhi. Ở người mẹ dùng tacrolimus đã xảy ra tăng kali máu và tổn thương thận ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, cần hết sức thận trọng khi dùng tacrolimus cho phụ nữ có thai, chỉ dùng khi thật cần thiết. Đối với phụ nữ cho con bú, tacrolimus phân bố vào sữa mẹ. Vì vậy người mẹ cần ngừng nuôi con bằng sữa mẹ khi dùng tacrolimus. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc Tacrolimus có thể ảnh hưởng chức năng thần kinh và thị giác, đặc biệt khi dùng kèm với rượu. Bệnh nhân nên tránh lái xe hoặc vận hành máy móc nguy hiểm nếu bị ảnh hưởng bởi những tác dụng không mong muốn này. Tác dụng phụ. Tacrolimus có thể gây độc thần kinh và độc thận. Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là: run, nhức đầu, dị cảm, buồn nôn và tiêu chảy, tăng huyết áp, tăng bạch cầu, suy thận, thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Ngoài ra còn gặp rối loạn điện giải, tăng kali huyết. Tương tác. Độc tính thận tăng lên khi dùng tacrolimus chung với các thuốc có khả năng độc thận, ciclosporin, nên tránh phối hợp. Không nên phối hợp tacrolimus với các thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hikimel, đồng thời biết cách sử dụng Hikimel sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.